Vụ cháy được phát hiện vào gần 1 giờ rưỡi sáng 7 tháng 12 tại một căn nhà là cửa hàng bách hóa nằm trên đường Võ Thị Nhờ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Do căn nhà bị khóa cháy nhiều lớp, bít mất lối thoát ở tầng trệt, trong nhà lại có nhiều vật liệu dễ cháy nên đám cháy bùng phát nhanh, khói lửa bao trùm căn nhà, khiến nỗ lực chữa cháy ban đầu của người dân trong khu vực không thành. Lúc này bên trong nhà đang có nhiều người bị mắc kẹt lại. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhận tin báo đến hiện trường ngay sau đó, đã nhanh chóng dập lửa, giải cứu một người đàn ông bị ngạt khói trong căn nhà bị cháy. Tuy nhiên, ba người trong căn nhà này đã bị thiệt mạng, được phát hiện ở các tầng trên, gồm hai phụ nữ và một cháu bé khoảng 2 tuổi. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy và hỗ trợ gia đình bị nạn lo việc hậu sự cho các nạn nhân.